Quốc Khánh cùng với Mạnh Tiến mến chào quý vị đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự vừa được cập nhật. Trong tháng đầu tiên của năm 2023, cửa khẩu quốc tế Sa Mát đã trở nên nhộn nhịp với dòng xe nối đuôi nhau làm thủ tục xuất nhập khẩu qua lại, chỉ Cục Hải quan cửa khẩu Samat và các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động đảm bảo hoàn thành nhanh gọn các thủ tục xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh. Theo ghi nhận, mỗi ngày có trên 200 phương tiện ô tô xe vận tải ra vào giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Samat để phục vụ tốt cho du khách, người dân và doanh nghiệp các lực lượng phối hợp trên tuyến biên giới đã được bố trí đầy đủ, đảm bảo các quy trình thủ tục để các phương tiện qua lại đúng quy định, đúng quy trình, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Nam Hồng Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Samad cho biết, với lượng hàng nông sản đi qua cửa khẩu rất lớn, đòi hỏi các lực lượng trực gác phải phối hợp chặt chẽ, giải quyết các thủ tục nhanh gọn để hàng hóa không bị ách tắc, không bị đứt gãy. Đến nay vẫn chưa ghi nhận tình trạng tồn động phương tiện vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu. Chỉ trong tháng 1 năm 2023, các phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu là trên 21.300 phương tiện. Kim ngạch xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu Samad đạt gần 170 triệu đô la Mỹ với trên 2.400 tờ khai xuất nhập khẩu, thu ngân sách nhà nước đạt trên 21 tỷ đồng thưa quý vị, cư dân và du khách sẽ được miễn phí vé vào cổng và được thưởng thức đa dạng các món ẩm thực chay với mức giá tượng trưng. Đây là thông tin vừa được ban tổ chức lễ hội Kỹ thuật chế biến món ăn chay Tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất năm 2023 đưa ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí trong sáng ngày 11 tháng 2. Theo đó, lễ hội nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất năm 2023 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh trong 3 ngày, từ ngày 17 tháng 2 năm 2023 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023. Với sự tham gia của các nghệ sĩ người nổi tiếng như ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nghệ sĩ Hồng Nhi, giải ba chuông vằn vọng cổ 2022, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu. Đại diện ban tổ chức lễ hội cho biết, đến nay có 52 địa phương, đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia lễ hội. Trong lần đầu tổ chức, lễ hội với quy mô 70 gian hàng được bố trí thành các không gian riêng biệt, gồm không gian trưng bày 188 món ăn chay, kết hợp trình diễn nghệ thuật trưng bày trái cây hoa quả kết hợp, không gian giới thiệu trải nghiệm cách chế biến các món ăn thực chay và không gian để du khách trải nghiệm tự chọn và thưởng thức các món chay độc đáo của tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, vào buổi tối các ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách còn có cơ hội được thưởng thức trình diễn các loại hình nghệ thuật được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như nghệ thuật múa trống say dâm, đơn ca tài tử, múa mầm vàng, cùng các hoạt động quảng bá giới thiệu về những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội tiêu biểu đặc sắc của tỉnh Tây Ninh, các chương trình giới thiệu du lịch kết hợp quảng bá di sản. Đặc biệt, khi đến tham gia lễ hội, người dân và du khách sẽ được miễn phí vào cổng, được thưởng thức các món chay với giá không quá 30.000 đồng một món. Tiệc buffet chay giá bán không quá 60.000 đồng một người. Sáng ngày 11 tháng 2, trường Mầm non 1 tháng 6 thành phố Tây Ninh tổ chức hội thi bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em mẫu giáo, thu hút sự tham gia của các bậc phụ huynh, giáo viên và nhân viên cấp dưỡng trong nhà trường. Các đội tham gia hội thi với phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và thi thực hành bằng việc thực hiện xây dựng chế biến thực đơn đảm bảo cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng cho trẻ tại trường. Qua đó nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho các bậc phụ huynh, giáo viên và nhân viên cấp dưỡng trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Trải qua một buổi tranh tài sôi nổi và hào hứng, đội số 3 khối chòi đã xuất sắc giành giải nhất. Chuyển sang phần tin trong nước, kính thưa quý vị, liên tiếp hai vụ việc chống đối đâm xe và lực lượng cảnh sát giao thông xảy ra tại Vĩnh Phúc và Lào Cai đã khiến nhiều người lo sợ về tính chất côn đồ, liều lĩnh và coi thường pháp luật của các đối tượng. Các chuyên gia pháp lý cho rằng cần tăng nặng khung hình phạt đối với các hành vi chống người thi hành công vụ để đảm bảo thượng tôn pháp luật, đồng thời tăng cường sự răng đe phòng ngừa chung cho xã hội. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong năm qua, cả nước xảy ra 26 vụ chống người thi hành công vụ, làm 10 chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương. Trong hơn một tháng đầu năm nay, ít nhất 4 vụ tài xế chống người thi hành công vụ khi bị kiểm tra cũng đã được ghi nhận. Trong bộ luật hình sự, tội chống người thi hành công vụ với 3 mức hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tùy theo tính chất và mức độ vi phạm tuy nhiên theo các luật sư cần có quy định rõ ràng hơn và áp dụng mức án cao nhất cho những đối tượng manh động này các hành vi chống người thi hành công vụ không chỉ gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ mà còn cả cho người tham gia giao thông vì vậy thời gian tới các lực lượng chức năng cần tăng cường xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm từ đó có sức răng đe phòng ngừa chung cho xã hội Thưa quý vị khán giả, rạng sáng ngày 11 tháng 2 trên sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra một vụ va chạm giữa hai tàu chở hàng, khiến hai tàu bị hư hỏng. Thông tin ghi nhận ban đầu, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, không gây ô nhiễm môi trường và không gây ảnh hưởng đến luồng hàng hải tại khu vực. Trong đó, tàu Quang 2 288 bị thủng ở mạng trái phía mũi, gần mũi qua lê. Một số container bị hư hỏng. Trong khi đó, tàu Researcher bị thủng chính trước mũi. Nguyên nhân sự cố gia chậm đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Valentine năm nay cũng khá hút khách. Mẫu mã sô la khá lạ mắt, nhiều màu sắc chứ không còn bó hẹp những màu truyền thống nâu, đen, trắng, có giá dao động từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng một hộp. Ngoài ra, trang sức cũng khá tấp nập người mua. Những chiếc nhẫn, những sợi dây chuyền bằng bạc hay bằng vàng ý cũng là lựa chọn hấp dẫn mà phái nam dành cho một nửa yêu thương của mình. Tin thế giới, thưa quý vị khán giả, tính đến sáng ngày 11 tháng 2 theo giờ Hà Nội, số người thiệt mạng ở trong trận động đất kinh hoàng tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên hơn 24.000 người. Trong khi đó, những người còn sống cũng đang đối mặt với khó khăn chồng chất khi mất nhà cửa, thiếu lương thực trong thời tiết giá rét. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, ít nhất 870.000 người ở cả hai nước đang cần được trợ cấp lương thực khẩn cấp và các nhu yếu phẩm cần thiết. Chỉ tính riêng tại Syria, trận động đất đã khiến 5,3 triệu người mất nhà cửa. Chính phủ Syria đã phê chuẩn quyết định về chuyển hàng diện trợ nhân đạo tới mọi miền đất nước, bao gồm cả các khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ. Hàng diện trợ sẽ được phân phối với sự hỗ trợ của các tổ chức nhân đạo quốc tế nhằm đảm bảo đến được đúng những người có nhu cầu. Các ủy về nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Syria để tạo điều kiện cho hàng diện trợ đến được tay người dân. Trong những ngày gần đây, đã có thêm nhiều nước trên thế giới gồm Việt Nam, Mexico, El Salvador đã lần lượt gửi các đội cứu hộ đến để trợ giúp và khắc phục hậu quả động đất. Nhà Trắng vừa thông báo một máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Mỹ đã bắn hạ một vật thể bay không xác định có kích thước bằng một chiếc ô tô cỡ nhỏ trên bầu trời Alaska. Vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi Washington bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc phát biểu trong cuộc họp báo người phát ngôn nhà trắng john kirby cho biết vật thể trên đã bị bắn hạ và rơi xuống phía đông bắc alaska gần biên giới với canada quan chức trên cũng cho biết hiện chưa rõ vật thể này đến từ đâu và do ai sở hữu tuy nhiên washington sẽ tiến hành điều tra và thông báo cụ thể sau khi trục vớt vật thể này ông khẳng định các phi công mỹ cũng đã xác định không có sự hiện diện của con người trên vật thể bay này trước khi nó bị bắn hạ Hôm 4 tháng 2, Mỹ cũng đã bắn hạ một khinh khí cầu giám sát tầm cao của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Nam Carolina. Bắc Kinh khẳng định đây chỉ là một khinh khí cầu quan trắc khí tượng và cho rằng Mỹ phản ứng thái quá. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.